Dạ alo ạ. Vâng, chào chị ạ. Mời chị giới thiệu về mình một chút đi ạ. À dạ vâng ạ, em là Quỳnh ạ. Năm nay em 25 tuổi. Dạ vâng. Thì em đang muốn hỏi về tình trạng mụn trứng cá của em ấy ạ. Vâng. Mời chị Quỳnh ạ. À dạ vâng ạ, thì là em bị mụn trứng cá tầm 4 tháng rồi, không khỏi là mặc dù em đã sử dụng các kem bôi trị mụn của các hàng thuốc. Em nghĩ là chắc là do em hay thức khuya tầm đến 12 giờ cả, em hay ăn đồ cay nóng ạ, nên mình mụn mà em chữa mãi không khỏi. Em cũng có mua một số sản phẩm thuốc gan với cả thuốc uống bổ gan với cả các loại thuốc lá đông y giải độc gan thanh lọc cơ thể nhưng mà vẫn không hết mụn ạ. Thì em muốn hỏi bác sĩ là nguyên nhân gây ra mụn của em là gì vậy ạ? Bôi thuốc và uống thuốc vẫn không giảm ạ. Ok, cảm ơn bạn. Thứ nhất là với cái tình trạng mụn của bạn thì tôi hiểu rằng là bạn đang bị mụn trứng cá và chúng ta cũng có dùng những cái sản phẩm để chúng ta tự điều trị, bao gồm có là đi qua cửa hàng thuốc nhỉ, chúng ta mua thuốc là một, thứ hai là uống giải độc gan và một số các sản phẩm bổ gan của đông y hoặc là cây lá, đúng không? Dạ vâng. Thế thì theo tôi nghĩ rằng là cái việc mà bạn điều trị mụn trứng cá bằng cái sản phẩm mà chúng ta ra ngoài hàng chúng ta mua để cho nó bôi ấy, thì nó sẽ chỉ có hiệu quả trong trường hợp mà bạn bị mụn trứng cá nó nhẹ thôi, mụn trứng cá ít thôi. Thứ hai nữa là cái sản phẩm mà bạn bôi nó phải là đúng chỉ định cơ thì nó mới có thể có kết quả tốt được, còn nếu không thì thường là chúng ta sẽ thấy nó nặng hơn. Một số sản phẩm mà điều trị mụn ở các cửa hàng thuốc ấy, khi các bạn mua và tự sử dụng ấy, thì các bạn thường không đọc hết được tất cả, các bạn không biết hết được tất cả những cái gọi là tác dụng của nó đối với cả quá trình chúng ta đi trị mụn. Dẫn đến là gì? Chúng ta có thể dùng nó bị quá liều, sai liều, hoặc là chúng ta có thể dùng nó sai phương pháp. Dẫn đến là tình trạng mụn chúng ta nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Thậm chí cũng có một số sản phẩm là nó có chứa những thành phần chống viêm mạnh như là corticoid chẳng hạn, mà các bạn dùng lâu dài thì da các bạn sẽ lại bị cái hiệu ngược, tức là mụn trứng cá do thuốc, chúng ta lại bị mụn nặng lên khi mà chúng Dạ ta dừng vâng thuốc hoặc là chúng ta dùng nó quá nhiều. Đó, thì ạ. Dạ tôi thấy là rất nhiều người bị như thế. Và thứ vâng. hai Dạ nữa là cái sản phẩm mà bạn dùng như kiểu là thuốc bổ gan chẳng hạn, vâng. Dạ. uống để mà chúng ta mong muốn là thanh nhiệt cơ thể và chúng ta giảm bớt cái tình trạng mụn trứng cá, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái suy nghĩ mà nhiều người gặp, nhưng mà đa số thì các bạn sẽ không kết quả đâu, bởi vì là như tôi nói là thuốc bổ gan ấy thì nó không có trong cái cơ chế mà chúng ta điều trị mụn đó, và bản thân mụn trứng cá nó cũng không có nguyên nhân nó liên quan đến cái việc là các bạn bị nóng gan, đúng không ạ, mà chúng Dạ ta vâng ạ. có liên quan đến cái ba vấn đề chính mà tôi đã từng chia sẻ nhiều lần rồi, đó là thường là trên một làn da dầu nhờn, cái thứ hai nữa là nang lông nó bị tắc vì các nguyên nhân khác nhau, và thứ ba Dạ là hệ thống vi khuẩn trên da bạn phát triển thì nó sẽ khiến ra bạn bị mụn trứng cá. Chính vì Dạ thế nên là vâng. khi chúng ta điều trị là chúng ta phải điều trị vào nguyên nhân, chúng ta phải điều trị Vâng. vào cả ba cái nguyên nhân đấy. Chúng ta phải kiểm soát dầu, chúng ta phải làm sạch tốt, chúng ta phải xử lý nhân, chúng ta phải điều trị vi khuẩn đấy, và chúng ta phải kiểm soát vi khuẩn thật tốt thì mụn trứng cá của bạn nó mới đỡ được. Còn nếu mà không thì tôi nghĩ rằng là rất là khó để có thể giúp cái da bạn nó trở về bình thường nha bạn nhé. Dạ vâng ạ, với cả bác sĩ cho em hỏi thêm là em bị chủ yếu là mụn bọc với cả viêm ạ. Nốt mụn gây ra những cái tình trạng khá là đau nhức cho em ạ. Thì có cần phải nặn nhân ra không ạ? Nếu mà những cái mụn trứng cá bạn mà đang bị những cái mụn bọc ấy thì bạn không nên tự nặn, đó là việc đầu tiên. Đấy, cái quá trình mà tôi thăm khám thì tôi thường hay nói một trong những cái lưu ý hay lời dặn quan trọng nhất đó là gì? Không sờ tay lên mặt, không tự cậy nặn. Đấy, tức là chúng ta đừng có dùng tay chúng ta sờ lên những cái vị trí mụn viêm đấy hay là mụn trứng cá trên mặt. Hai là chúng ta không tự cậy. Đấy, một là các bạn tự cậy, hai là bạn nhờ bạn bè hoặc là người khác cậy cho bạn thì cũng không nên, bởi vì xử Dạ lý một vâng. cái nhân mụn đấy chúng ta phải xử lý nó đúng kỹ thuật cơ, thì chúng ta mới tránh được sẹo và chúng ta mới kiểm soát được hoàn toàn cái tổ chức viêm bên trong, chúng ta mới có thể ổn định ngay sau khi mà chúng ta xử lý xong. Thì cái này là bạn không nên tự xử lý là đương nhiên đấy. Còn việc mà lấy nhân ra thì nó tùy vào cái tình trạng mụn trứng cá của bạn, mà có thể chúng ta sẽ lấy nhân ra ngay hoặc là chúng ta phải dùng thuốc trước rồi chúng ta mới xử lý nhân sau đấy. Thì cái này khi bạn đến thăm khám bác sĩ chuyên khoa da liễu thì bác sĩ có thể khám lâm sàng cũng như là đánh giá rồi sẽ cho bạn cái chỉ định phù hợp. Có thể là chúng ta sẽ phải lấy nhân ra, có thể chúng ta sẽ phải dùng thuốc trước, tùy tình trạng các bạn ở cái thời điểm mà Dạ chúng ta vâng thăm khám. ạ. Vâng, vậy hôm nay phòng khám của bác sĩ ở đâu vậy ạ? Dạ vâng. Chị có thể tới số 21 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội để được bác sĩ Hoàn thăm khám chị nhé. À, dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Quỳnh và xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hoàn.